Hôm nay lại tiếp tục mang đến một siêu phẩm nữa của Technic cho anh em, mã M202. Thì M202 thì mấy em trước thì đi hết rồi, chả còn em nào cả. Thì hôm nay dọn tiếp được một em thì lại lên tiếp cho anh em xem. Những con trước thì có con đi đêm, có con không cần clip, rồi các kiểu cũng đa điểu. Đấy thì em này thì lên tiếp tục cho anh em xem. M202 của em về thì đa phần là đẹp. Cũng có con cấn các thứ, nhưng những con cấn ấy thì em rồi em sẽ dọn sau và em lên thì giá sẽ hợp lý hơn. Đấy, thì những cái con đẹp thì những con đẹp em cho lên trước. Đấy, vậy cho nó nhanh. Anh em chơi cho thoải mái. Về cái phần vấn đề độ đèn ấy thì em sẽ hỗ trợ nhá, free cho mọi người. Thích ai thích thì em làm thôi, cái đấy thì nó cũng chả đáng bao nhiêu, với lại là làm thì nó đẹp tùy người, có người thích zin thì để nguyên bản, có người thích độ độ thì nó không ảnh hưởng gì cả nhá. Nó chỉ cầu mỗi cái dây điện 12V ra thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì đến main watt hay là chất âm chất ủng gì nhá. Cái đấy thì do sở thích của mỗi người thôi, chứ không phải là do cái gì cả. Con này về với tình trạng thì cũng leng keng ấy, mặt mũi cũng sáng choang này, tất cả phím cái thứ núm niếc cả thứ là ok này. Đấy đấy, cái trên cái chỗ bên này thì nó có bị chảy nhẹ một tí này. Đây đấy, nếu mà em lướt qua thì mọi người không nhìn thấy, nhưng mà em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem. Đây đấy đấy, phím phủng các thứ rồi tất cả các núm nủng của nó đều ok. Đấy, đầu từ thì là mới tinh rồi. M202 của em về thì con nào đầu từ cũng ngon, thu phát hoàn hảo. Đấy, cứ thế mà chơi thôi, không ảnh hưởng cái gì cả. Nói chung là M202 thì nói quá nhiều rồi. Đấy, mọi người mua thì chơi và trải nghiệm rồi các thứ, thì nói chung con này nó không mất giá. Nói vậy cho nhanh, cái cuộc ai chơi sau bán nó cũng trả lỗ, nên là thế mà chơi thôi. Tôi sẽ ôm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hải đến cho mọi người. Nói chung là máy thì tất cả máy về thì em đều căn chỉnh thay dây Cura nhá, cho nó ngon lành cành đào mọi thứ ấy. Con nào mà bánh tì chai thì em sẽ thay, còn con nào bánh tì mà còn ok thì để dùng. Đấy, vậy cho nó nhanh, vì mỗi lần thay bánh tì sẽ phải căn chỉnh lại thì nó hơi mất thời gian. Vậy đấy, nói hết rồi. Đây là cái bằng Duy Khánh một cái gì một mai ra từ vũ khí thì phải.
bằng rìu nhưng mà nó bị lỗi này, nó bị chằn này mọi người này. Đấy, thấy chưa? Tiếc chưa? Nên là nghe nó bị mất vùng vế đấy. Đấy. Nên là cuốn này thì để nghịch thôi, không dám bán cho mọi người. Để nghịch thôi. Đấy. Cũng đau thương lắm nhưng không biết làm gì được. Bây giờ em thu thử ra, em thu thử một đoạn này. Lấy cái băng đề T1 này, dư đẹp này. Cho tháp về này. Mọi người làm dề thì ấn Z cộng pau nhá. Z này. Z nó sẽ chạy luôn. Pau thả ra sẽ thu. Đấy, không cho tín hiệu vào. Thả ra này. Đấy, không cho tín hiệu vào nhá. Thu được đến cái đôn bài này là ok này. Đêm qua trắng đêm mơ thường hình bóng cũ xa xưa. Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn. Đèn vàng hoa tươi chưa tắt. Khu phố xưa lạnh buồn tênh. Hôm em bước lên xe. Băng để dưới nhà thì bị mốc hay sao ấy. Đấy mọi người, mùa mấy cái hôm nồm vừa rồi ở miền Bắc thì mọi người chú ý nhá, cái băng này em để dưới nhà này khả năng hình như cũng bị nồm rồi, cũng bị hơi mốc một chút thế này. Dạ màng lắm. Đấy. Thu ok lắm nhưng mà đấy nó bị nồm đấy. Rồi lại xong cuốn bằng rồi. Úi giời ơi. Rồi nói chung là thu phát ok anh em nhá. Em cái đấy thì em bảo em đã test ngon lành cành đào trên sóng mọi thứ ok rồi. Đấy, những cái chỗ mà nó bị như vậy là khả năng cao là bị băng nó hơi bị mốc một chút đấy. Nên mọi người nếu mà bây giờ có băng thì cố gắng cho vào thùng xốp xong là cất đi.
để một hai cuốn mà nghe thôi, để ngoài đấy cái cuốn này em cũng không để ý, cái không cất đi cái y rằng luôn đấy, dã man lắm. Đây là bộ Nationan nhá, bộ Nationan này của của Nationan này nó có mấy mẫu đẹp lắm. Nationan thì nói chung nó rất 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 nhiều mẫu dị và đẹp. Đây là một trong những cái bộ của nó có 5 màu, em hình như có 4 màu sao ấy, thiếu mất hai một màu. Nó có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu hồng thì phải. Nên đại khái là cũng đẹp lắm. Đây là màu thứ hai của nó này. Còn đây là cái bộ khác nhá. Bộ này là cũng có một bộ như này, cũng có 5 màu như này, nhưng mà đây là bộ khác. Đấy, nan này nó cũng dị phết. Đây em mở nắp lưng cho anh em xem còn tiếp theo này. Nói chung là về 2022 thì con nào vậy thôi, xuất sắc thôi. Đấy, nguồn vàng ươm nhá. Motor này, motor nói chung là dây riết em đã thay nhá. Đây mọi người nhìn chưa, chạy êm ru luôn. Em dọn nó có phải là nó phải là kỹ càng luôn. Motor nó ấy sáng choang luôn. Đấy, tất cả sassi đều vàng này, về chỉ việc chơi thôi. Đấy, bây giờ muộn rồi, không thì em quay lại cái băng khác, lấy cái băng mốc không mốc để quay, nhưng mà thôi nó muộn rồi, bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi. Thôi nếu anh em mà ai mà có nhu cầu con này mà muốn em quay lại mà một cái băng khác mà nó không bị tiếng nó không bị ấy, nó không bị kiểu như đang bị băng mốc băng ấy, thì nhắn tin em nhé, thì em sẽ quay một clip riêng cho anh em. Chứ bây giờ muộn rồi thì thôi em up tạm clip lên nhá. Ok, thank you anh em.